Hello my friend, video này chúng ta cùng chơi tám video à, tám game trên iPad tiếp nào. Game đầu tiên là một game đi ô tô nha. Bắt đầu thôi. Tiếp tục với con xe mút trần này. Xoay. Rất ngầu. Còn nhạc có vẻ ngầu đấy các bạn ạ. Mình sẽ bay lên đây. Ui, xoay. Chất bay lên đây luôn. Ui dồi ôi, đâm vào tảng đá. Nhưng may là không bị làm sao các bạn ạ. Ghê. Không được bung một cái xe lên. Ui dồi ôi, rất nhiều chướng ngại vật ở đây. Ôi à, chỗ này không phanh được. Trời khó đi đấy. Đi xuống dưới cho an toàn nha. Ờ, đã thấy đích rồi. Ngoặc lịm luôn. Mình đã đến được Zerbic Tesan. Chặng đường tiếp theo vẫn là con xe mui trần nha. Em bay nè. Ui, không ăn hết vàng rồi. Đây này. Ui, no. Nổ xe rồi này. Bung hai thằng ra luôn. Quá chán. Lại à. Đấy, hai dân chơi đi trên một xe mui trần này. Đi bên dưới an toàn. Vừa lấy bay đập vào cái xe kia. Úi giời ơi. Đi thật là cẩn thận nhá. Rất nhiều chướng ngại vật. Chúng ta phải đi an toàn một tí. Úi giời, đi trên nóc luôn. Sợi lại quay trở lại này. Ôi, đánh võng. Mình đã thấy đích rồi. Yeah. Và chúng ta để welcome. Chỗ nào đây? Los Angeles. Còn một đoạn nữa. Mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Stickman Party. Quay game. Trong này có rất nhiều trò cho chúng ta lựa chọn. Xem nào. Ui. Đi đây. Nhặt kẹo anh ạ. Thi nhặt kẹo. Có thằng nhặt vào mìn rồi. Ui nâu, no, mình cũng nhặt vào mìn mất rồi. Chiu chiu chiu. Ui, bên này nhiều vậy. Nhiều vậy. Ui, nhiều vậy, nhiều vậy, nhiều vậy, nhiều vậy. Mình nhặt hơn 1.000 luôn. Không có đối thủ luôn. Phần thi nhặt kẹo rồi, gọi là đẳng cấp rồi. Ui, mà đấy còn chen chen mình ấy. Nhặt nhặt, mình là thằng màu đỏ Z. Hết giờ và chúng ta đã win. Dạy, khá nhiều điểm. Xem còn game nào hay ho không. Thì ra đi đây. À, bắt gà, xài. Cuộc thi bắt gà. Bắt gà gọi là. Được đấy, phần thi này có vẻ hay ho này. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi.
Trời ơi, 7 con rồi. Trời ơi, dưới cầm con này, ai bắt được con này? Mình, trời ơi. Phải bắt được nó. Ôi, thằng kia bắt được, cướp, cướp, cướp. Chúng ta vẫn win với 7 con nha. Rồi mình sẽ chuyển sang game tiếp theo thôi. Tiếp theo là game Pet Gun. Con này chúng ta sẽ chạy với chú ngựa một sừng rồi. Trời ơi, trượt này. Lăn các kiểu là điều rồi. Chạy không về ăn về. Ui, ui. Ngựa còn xong một lưng à? Chính xác rồi. Chú ngựa xong một lưng. Tuổi trẻ cái keo. Ui trời ơi. Chứ đây nhà mình sẽ ăn trước này. Trong từ đó. Từ đó để tặng cho chú chó đó. Sợi chết cầu chuyện này. Rất ngầu luôn. Ồ chú ô. Cao vậy. Vẫn ăn được. Nâm châm này. Mình sẽ ăn nâm châm để hút vàng. Nhảy qua đây nhá. Sắp đầy thanh vàng đấy, vàng chúng ta sẽ được x5 vàng. Ui sao mình đã nhảy hụt mất rồi. Sao? X6 luôn rồi, x5 luôn. Đó, rất là nhiều luôn. Bùng. Ngựa trái tim này. Ôi, không nhảy qua đây à? Chán nhờ, chúng ta sẽ chuyển đến game khác nha. Game tiếp theo là quần áo và gấp. Bắt đầu rồi. Mình sẽ làm chiếc áo màu vàng. Là sao chúng ta sẽ gấp và cất đi nha. Đó, gấp vào, cất đi. Thật là gọn gàng. Tiếp nào. Một chiếc váy nha. Ôi giời. Gấp vào và cất đi nha. Mình chiếc áo xanh này. Đó. Quá tuyệt vời. Một cái quần xịt luôn. Và gấp. Gấp cái áo ra đi. Gấp cái quần ra đi. Xong luôn. Tiếp theo là một cái quần màu xanh. Một bộ xanh luôn. Xong xe. Gấp. Cái gì? Tiếp xem một cái. Một chiếc áo màu vàng. Xong này. Một chiếc quần xịt này. Và một chiếc váy nha. Như ở đây là một bộ quần áo ấy. Bỏ cái này ra. Bỏ cái này ra. Bỏ cái chai này ra. Cốc mấy chai bỏ ra chỗ khác ấy. Xong rồi. Rồi. Gấp thôi. Cứ đi. Tuyệt vời. Mình sẽ chuyển sang game tiếp theo để trải nghiệm thôi. Đó chính là một game bắn súng nước.
Ngũ hí. Chế độ câu chuyện đi nhỉ. Lựa chọn. Lựa chọn. Chúng ta hạ gục người này. Thằng Lữ đấy. Chết hai người rồi, tuyệt vời. Ra đây nắp bổng như thế này thì mới đến được cho nó. Bày quá à. Hay lắm. Còn hai người nhá. À chúng ta để chạy này. View chết này. Có một người bên kia sang nó bên đấy nào. Quay đây là một cái công viên nước khá là tuyệt vời nào. Đến lên. Ui vàng này. Một người bãi cát mà này. Chết hết rồi. Hoàn thành rồi các bạn ạ. Yeah. Mình sẽ tiếp tục với game khác thôi. King Rabbit nè. Ồ, game này phải update các bạn ạ. Quá là chán luôn. Và mình sẽ update nó này. Mình sẽ chuyển game khác nha. Mình phải update. Thì chúng ta sẽ chơi tiếp những game Rogue Legends. Bắt đầu này. Một game chặn. Úi dồi ôi, úi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Rất nhiều quái vật ở dưới này. Hay quá. Ô, bị con quái vật cây ăn thịt mất rồi. Lại nào. Ăn vàng rồi. Ăn, đây cái gì nhỉ? Nhấp nháy là gì đấy? Không. Rồi, chúng ta chuyển sang game tiếp theo thôi. Đó chính là game Ruby Ducking. Bắt đầu thôi. À mà ui, mở một cửa mới này. Chúng ta sẽ vào đây luôn được không? Không có hộp để vào à? Mình sẽ ra ngoài là shop là ghé shop xem có mua chiếc xe được không?
Mình sẽ tập cho khỏe. Mở. Chẳng được gì không ạ? 3.000 đô la. Một hộp gì nói nè. Mở tiếp. 2.000 đô la. Một xanh, hai hộp xanh. Còn xe bao nhiêu? 100.000. Đắt vậy. Vàng mà không có xe nào bán bằng đô la nhỉ. Để mình có thể mua một chiếc. Xem nào. Không mua xe nào nhỉ. Để mình xe này. 64.000 đô la thôi ạ. Lại khó thua. BMW. Úi xời, hơn 100.000 luôn. BMW có vẻ ok đấy. À, chúng ta không được tiền. Lại S này. 300.000. À, lại E. Khá là đắt. Lại B thôi mà. Cũng hơn 100.000 luôn. Xong rồi C đi. Lần này chỉ có 64.000 thôi. Con gì đấy? Giống Lambo ấy nhở? Có mấy con được phết đấy các bạn ạ. Đây là con vàng. Nhưng mà đó, mình sẽ đi con xe của mình nữa. Xe của mình là đủ xịn sò rồi. Update cái này. Làm lốp xịn hơn. Đầu tư hết tiền thì làm lại bộ máy móc. Ngon. Lốp này. Đầu tư hết loại bộ máy móc nha. Quá gắt luôn. Đầu tư hết sạch tiền thôi các bạn. Cho xe của chúng ta đủ khỏe thôi. Hết tiền rồi. À, gì đây? Nào. Hộp quà. Úi xời ơi. Khá là nhiều hộp gì đó. Rồi. Màn mới các bạn ạ. Ok, mình sẽ đồ màn mới. Go. Này màn gì đây? Hút đổ mấy hộp này được thưởng à? Chết mà. Hình như hút đổ mấy hộp này ăn thưởng hay sao ấy. Hút 8 giây. Úi dồi ôi. Hết thời gian. 2 sao à. Tạm ổn. Ây da, được cái gì đấy chưa. Rồi. Chúng ta sẽ đi đua thôi. Không nghịch những cái vớ vẩn gì nữa. Vào màn này thôi anh em. Đua xe gì đây? Đây toàn đua xe dành cho ngoại giao. Mình sẽ đi một con xe địa hình. Bắt đầu. Mục tiêu của chúng ta là phải vượt thằng Jim này nhá. Và nó đang ở rất là xa mình. Vượt rồi anh em ạ. Phanh kia. Úi xời ơi. Không được rồi. Mình dùng nitro sớm quá. Không sao, chúng ta vẫn vượt được. Trời ơi, đẳng cấp chưa, hơn nó phải 2 giây đấy. Biết ngay mà. Đã win được thằng này rồi. Và mình
Xem sẽ kết thúc video ở đây thôi, chào các bạn nha.